Đến sáng nay 11 tháng 7, nhiều hộ dân tại huyện Trong Bắc, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang khắc phục hậu quả của trận mưa dông lớn kèm theo lốc xoáy cục bộ đã làm bật gốc gãy đổ hàng trăm cây sầu riêng. Trong khi ở thời điểm này, sầu riêng đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch, thiệt hại ước tính lên đến hơn 300 tấn sầu riêng. Đây là vườn sầu riêng chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình ông Trần Quy Đồng ở thôn Tân Mỹ, xã Ea Kinh. Mưa to kèm theo lốc xoáy đã làm một số cây sầu riêng bị gãy đổ, trong đó có hai cây bật gốc hoàn toàn và 90 cây rụng trái hàng loạt, ước tính thiệt hại trên một tấn trái. Chúng diện tích tối là một hecta, trong đó là bảy bảy chục cây, bảy chục cây gần năm trái. Trong vừa rồi cơn lốc vừa hôm qua đấy, thì thay mất gãy đổ mất một cây thì rụng một thủ tướng nội nhiêu. Những chuyến xe này chở sầu riêng rơi rụng do mưa to kèm lốc xoáy làm gãy cành của gia đình anh Nguyễn Đức Hải ở thôn Tân Trung, xã Ea Kinh. Anh Hải ước tính thiệt hại trên một tấn trái. Chưa hôm qua là sau cơn lốc xoáy á, thì dần đến là cái với giọ lớn, cái rung lắc nên dần đến chạy nó rớt xuống hàng loạt. Sản lương có thể bị hụt cờ 20% chính quyền địa phương và ngành chức năng quyện trong bắc đang thống kê thiệt hại để trình quỹ ban nhân dân quyện hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra